câu thôi. Câu thứ nhất là quý cô bác anh chị đang là người rất là may mắn, và lát nữa thì Thanh Nga sẽ nói rằng quý cô bác anh chị tại làm sao lại may mắn như vậy. Thì trước khi nói câu chuyện này thì xin chị mời chị Thanh Hương và em mời anh Điệp lên đây để cho em ôm, để trao gửi cái niềm biết ơn và những lời cảm ơn những cái người ở thành phố Hải Dương thời gian qua. Đây không chỉ là lời cảm ơn của riêng cá nhân Thanh Nga, mà đây còn là những cái lời biết ơn và cảm ơn rất là sâu sắc của những cái người con Hải Dương mà Thanh Nga đang trở lên đây để gửi gắm một cái ôm này. Thì thật ra nó cũng chưa hết đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì trong một tuần vừa qua thôi, Thanh Nga cấp cứu ít nhất 3 ca đột quỵ. Và một trong những cái người đó là bà ngoại của Thanh Nga. Thật ra bà ngoại của Thanh Nga thì đã được Thanh Nga chăm sóc rất là kỹ lưỡng và bằng rất nhiều các thực phẩm chức năng. Nhưng mà bà thì có một cái tính là rất là tiếc công tiếc việc. Và đang cai quản một cái cơn nơi ở quê. Thế là chỉ vì có một cái cơn đó là bà đi chạy mấy cái áo mưa. Chạy mấy cái áo khi mà trời mưa tới. Thế là bà bị trúng phong hàn rất là nặng. Ngay chiều tối hôm đó, Nga đã đưa bà lên trên nhà và xử lý các cái vấn đề cơ bản cho bà. Thì đã dặn bà là sáng hôm sau bây giờ sức khỏe bà yếu rồi, bà hãy ở trên phòng giúp con ăn uống, con sẽ mang lên. Nhưng mà bà lại thương cháu, bà lại đi xuống dưới nhà, đang ngồi uống cái cốc sữa, thế là tự nhiên đang rất là nói chuyện giang, tự nhiên bùng xuống ngã, cái ủy cái đập cả nguyên cái xương và má này xuống dưới nền nhà. Thế và ở đó thì Thanh Nga đang có bệnh nhân ở trong phòng đó, thì gọi điện cho Thanh Nga nói rằng bây giờ em hãy để bà làm yên ở đó, đừng làm gì bà cả, và làm yên. Và trong một tích tắc, một phút, Thanh Nga từ bên nhà bên này sang. Thế sau đó là ngay tức thì nặng ngay một cái gói oxy cho bà luôn. Và vì Thanh Nga biết được rằng là đấy là cái tình trạng của bà đang bị thiếu máu não, và cái tim của bà có vấn đề, tại vì là bà vẫn có bị cái suy mạch vành. Thế là khi nắp oxy uống xong một cái thì là bà dần dần hồi lại. Bắt đầu Thanh Nga thực hiện tất cả các cái sơ cứu, rồi là ép tim cho bà, rồi là làm mọi cái. Thì sau một lúc sau thì mặt bà bắt đầu hồi lại, và chia sẻ với quý cô bác anh chị là lúc đấy huyết áp của bà đang kẹt, thì độ huyết áp là chỉ còn có 60/40 và mạch không bắt được nữa, rất là yếu, và chỉ có nghe tim rất là sát mới nghe được cái tiếng nó thổi rất là nhẹ. Nếu mà người khác thì sẽ rất là ấy, mà cháu của bà là muốn bốc bà đi bệnh viện. Thế nhưng mà Thanh Nga nói rằng là khi nào bác sĩ Nga còn chưa bó tay thì cứ đẩy lên đây, bây giờ bốc bà đi thì bà chỉ có chết, mà con không chết thì cũng để lại di chứng. Vì vậy để nguyên bà nằm ở đấy, bao giờ Thanh chị Nga bó tay thì chị Nga sẽ cho bà bốc đi, còn bây giờ chị Nga chưa bó tay, cứ là nằm yên đó. Và sau khi cho bà uống oxy, rồi là cho bà dùng một cắn truyền cho bà để nâng cái huyết áp bà lên, thì khoảng sau 7 phút oxy bắt đầu chạy trong toàn cơ thể của bà, bắt đầu bà hồng lên. Và Thanh Nga tiếp tục đưa các cái dưỡng chất khác vào cho bà, và bà đã qua cơn đột quỵ. Và xin chia sẻ cái niềm vui của Thanh Nga với quý cô bác anh chị là hôm nay là ngày sức khỏe của bà, bây giờ bà đang bình thường nói chuyện như pháo giang, và được sếp Điệp quan tâm là em cứ cho bà uống Vivi như uống nước đi, tất cả mọi cái cứ để đấy. Thế xong rồi anh cứ yên tâm, em cũng là đại gia Vivi, em sẽ cho bà uống nhiều. Quá tuyệt vời ạ, một tràng pháo tay nữa cho bác sĩ.